ngày 6 tháng 8 năm 2013, trụ sở cảnh sát thị trấn Sillinghood nhận được cuộc gọi báo án của một người dân tên Vương Mậu Ngân về việc người thân mất tích. Nạn nhân là một đôi vợ chồng, người vợ tên Vương Tú Lan và chồng tên Quách Anh Kiệt. Trong cuộc gọi, Vương Mậu Ngân hoảng loạn trình bày với cảnh sát rằng vợ chồng em gái mình đã mất liên lạc từ 2 ngày trước. Mọi nỗ lực liên lạc qua điện thoại đều vô vọng vì điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy. Đây là một tình huống vô cùng bất thường bởi cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh và chưa từng xảy ra chuyện gì đáng lo ngại với ai trước đây. Khi cảnh sát tới nơi, căn nhà của hai vợ chồng im ắng lạ thường. Nhưng không có dấu vết lục lọi, không có bằng chứng bị cậy phá. Vậy thì họ có thể đi đâu? Và trong video của ngày hôm nay, Khánh Hà sẽ cùng các bạn khám phá một vụ án đầy phức tạp trên kênh Kỳ Án Có Thật. Vụ án cặp vợ chồng biến mất với số tiền lớn, chân tướng khiến cảnh sát cũng phải đau đầu. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, hãy bấm like và subscribe kênh ủng hộ cho Kỳ Án Có Thật để giúp chúng mình dần tiến tới mốc 50.000 người theo dõi nhé. Đồng thời để nhận những thông báo về những vụ án bí ẩn nhất trên kênh. Còn bây giờ thì hãy cùng Khánh Hà đi vào nội dung chính. Ngày 6 tháng 8 năm 2013, tại trụ sở cảnh sát thị trấn Sillinghood, dựa theo lời khai của anh trai Vương Mậu Ngân, vợ chồng Vương Tú Lan và Quách Anh Kiệt đều làm việc tại một xưởng gạch trong mỏ Than Nam và sinh sống tại một khu vực gần mỏ. Vì lo lắng cho sự an toàn của em gái và em rể, vào sáng ngày báo án, Vương Mậu Ngân cùng một người thân khác đã đến nhà của đôi vợ chồng này. Tuy nhiên, không ai ở nhà. Cửa chính đã khóa nên họ buộc phải treo qua cửa sổ bên cạnh để vào trong. Tại đây, họ tìm thấy chìa khóa dự phòng và không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Sau khi khóa cửa cẩn thận, họ rời khỏi nhà và ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát đã đến nhà nạn nhân để thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Trong nhà, mọi thứ đều ngăn nắp, không có dấu hiệu xô xát hay lục lọi. Tuy nhiên, trên tủ phía đầu giường có một túi bánh mì chưa ăn, một ít thức ăn thừa, một chai bia đã uống một nửa và một đôi đũa. Dựa trên những manh mối từ hiện trường, cảnh sát bước đầu suy luận rằng Quách Anh Kiệt có thể đang ăn trong phòng ngủ. Khi đang ăn giữa chừng thì anh ta rời đi vì nguyên nhân gì đó. Điều này khiến cảnh sát đặt ra nghi vấn về thời điểm đôi vợ chồng này rời khỏi nhà. Lúc này, Vương Mậu Ngân cung cấp thêm thông tin quan trọng. Anh ta cho biết khi bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng vào sáng hôm đó, tivi và đèn đều bật sáng. Tuy nhiên, khi rời đi, theo thói quen, anh ta đã tắt cả hai. Thông tin này khiến cảnh sát càng thêm nghi ngờ. Việc bật đèn trong phòng ngủ vào ban ngày là điều bất thường. Nếu vợ chồng Quách Anh Kiệt rời khỏi nhà vào buổi tối mà không báo trước và hiện đang mất tích, đây có thể là dấu hiệu của một vụ án hình sự liên quan đến tính mạng con người. Vụ mất tích bí ẩn của vợ chồng Quách Anh Kiệt và Vương Tú Lan càng trở nên phức tạp khi cảnh sát phát hiện ra những chi tiết kỳ lạ tại hiện trường. Tại phòng ngủ, họ tìm thấy một đôi giày da nam màu đen và một đôi dép nữ màu vàng. Điều đáng chú ý là đôi giày da nam được xác định là của Quách Anh Kiệt. Tuy nhiên, anh ta lại không mang nó vào ngày xảy ra vụ việc. Ngược lại, đôi giày của Vương Tú Lan đã biến mất, chỉ còn lại đôi dép trong nhà. Liệu có khả năng Quách Anh Kiệt đã vội vã rời khỏi nhà mà quên mang giày, còn Vương Tú Lan vẫn mang giày bình thường, sau đó mới đi ra ngoài? Những mâu thuẫn này càng khiến cho sự biến mất của họ trở nên bí ẩn hơn. Hơn nữa, người báo án còn cung cấp thêm thông tin cho rằng vợ chồng Quách Anh Kiệt sở hữu một chiếc xe hơi màu đen thường được đỗ trong sân nhà. Tuy nhiên, chiếc xe cũng biến mất cùng với họ. Sau đó, cảnh sát đã tìm kiếm khu vực xung quanh nhà nhưng không thấy dấu vết của chiếc xe. Ban đầu, họ suy đoán rằng Quách Anh Kiệt và vợ có thể đã mang theo chìa khóa và lái xe rời đi. Nhưng sự thật lại phức tạp hơn nhiều, không thể đơn giản như những gì được suy đoán. Nhóm điều tra chuyên án nhanh chóng được thành lập, khẩn trương rà soát các mối quan hệ xã hội của vợ chồng Quách Anh Kiệt và huy động lực lượng truy tìm chiếc xe ô tô màu đen. Quá trình điều tra cho thấy, Quách Anh Kiệt là một người chồng mẫu mực, làm việc chăm chỉ tại nhà máy gạch mỏ Than Nam. Vợ là Vương Tú Lan, phụ trách kinh doanh gạch mới. Nhờ sự siêng năng và trung thực, họ có thu nhập ổn định và cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Hai con của họ được ông bà ngoại chăm sóc tại quê, trong khi đôi vợ chồng chịu trách nhiệm ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Kết hợp với những thông tin thu thập được, cảnh sát loại trừ khả năng ám sát, mâu thuẫn tình ái và tập trung điều tra theo hướng họ bỏ trốn hoặc gặp nạn. Hành trình di chuyển của Quách Anh Kiệt và Vương Tú Lan trước khi mất tích cũng dần được làm rõ. Dựa trên lời kể của đồng nghiệp nhà máy gạch, vào buổi sáng, Vương Tú Lan đi xe điện đến nhà máy gạch để làm việc như thường lệ. Sau khi tan làm vào giữa trưa, cô cũng đi xe điện về nhà. Qua kiểm tra từ video từ camera giám sát trên đường, sáng hôm đó, Quách Anh Kiệt lái xe đến thị trấn Silihot. Anh ta đi qua trạm thu phí vào khoảng 11 giờ 15 phút sáng và quay trở lại nhà máy gạch của mỏ than Nam. Tại mỏ than, anh ta đón một nữ đồng nghiệp. Trên đường đi, nữ đồng nghiệp xuống xe và Quách Anh Kiệt tiếp tục lái xe một mình trở về nhà. Theo lời kể của hàng xóm Lê Trấn Thanh, anh ta cho biết mình đã nhìn thấy cặp vợ chồng Quách Anh Kiệt đi dạo trong sân vào buổi trưa. Liên kết với thông tin của người báo án, đồng thời là tài xế xe tải, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, Vương Mậu Ngân cố gắng liên lạc với em gái và em rể để bàn về việc vận chuyển gạch nhưng không liên lạc được. Sáng hôm sau, Vương Mậu Ngân gọi lại nhưng điện thoại cả hai đều tắt máy. Cuối cùng, anh báo cảnh sát do nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra với em gái và em rể. Dựa vào các thông tin trên, cảnh sát suy đoán rằng vợ chồng Quách Anh Kiệt đã rời khỏi nhà trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 5 tháng 8. Hồ sơ của gọi điện thoại của Quách Anh Kiệt cho thấy anh ta đã nhận một cuộc gọi lạ vào buổi trưa trước khi tắt máy. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng số điện thoại này chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử cuộc gọi trước đây của Quách Anh Kiệt và cũng là một số điện thoại đen. Hơn nữa, cảnh sát không thể tìm thấy thông tin đăng ký trong hệ thống nhà mạng. Rõ ràng, điện thoại bí ẩn này là một manh mối quan trọng và đáng ngờ. Tuy nhiên, cảnh sát không thể liên lạc được với số này. Dấu vết duy nhất mà họ có thể điều tra ra là hai số điện thoại khác mà số điện thoại bí ẩn này đã từng liên lạc. Qua thông tin đăng ký số điện thoại, cảnh sát nhanh chóng xác định được hai chủ nhân của số này là Trương Vũ Phong và Trần Vũ Hoan. Cảnh sát quyết định tập trung điều tra hai nghi phạm mới này để tìm kiếm tung tích của vợ chồng Quách Anh Kiệt và làm sáng tỏ câu chuyện đằng sau cuộc gọi bí ẩn kia. Theo lời kể của Trương Vũ Phong, người đàn ông gọi điện là người địa phương lạ mặt, muốn bán cho anh ta một món đồ cổ. Tuy nhiên, anh ta từ chối vì giọng nói của người đàn ông lạ có vẻ như đang cố ý che giấu điều gì đó không minh bạch. Còn về phía Trần Vũ Hoan cho biết, người đàn ông lạ mặt muốn thảo luận về việc mua than, nhưng anh ta từ chối vì người đàn ông muốn gặp gỡ tại khách sạn. Cảnh sát nhận định rằng người đàn ông lạ mặt có thể có ý định lừa đảo vì cả Trương Vũ Phong và Trần Vũ Hoan đều là những doanh nhân khá giả. Tuy nhiên, vợ chồng Quách Anh Kiệt không thuộc tầng lớp giàu có nên việc họ bị nhắm mục tiêu là điều khó hiểu. Sau khi tiến hành điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện. Vào sáng ngày Quách Anh Kiệt biến mất, anh ta đã đến thị trấn Silihot để thu hồi khoản vay 10.000 nhân dân tệ từ người bạn là Tần Ưng. Tần Ưng từng làm việc tại nhà máy gạch mỏ than Nam, hiện tại chuyển sang mở cửa hàng vật tư máy tính. Theo lời khai của Tần Ưng, do cần tiền gấp nên Quách Anh Kiệt yêu cầu anh ta trả lại toàn bộ số nợ. Nhưng lúc đó anh ta chỉ có 6.000 nhân dân tệ, buộc phải mượn thêm 4.000 nhân dân tệ từ người khác để thanh toán cho Quách Anh Kiệt. Sau khi nhận được tiền, Quách Anh Kiệt lái xe trở về nhà máy gạch mỏ than Nam. Vào sáng cùng ngày, tại nhà máy, anh ta cũng đã nhận được số tiền 46.000 nhân dân tệ từ việc bán gạch. Như vậy, tổng số tiền mà Quách Anh Kiệt có trên tay vào thời điểm đó là 56.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy số tiền này tại nhà của Quách Anh Kiệt, cũng không phát hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến số tiền khi kiểm tra tài khoản ngân hàng của cặp vợ chồng này. Từ những manh mối thu thập được, cảnh sát đưa ra suy luận rằng có thể đã có kẻ nào đó biết trước về số tiền lớn mà Quách Anh Kiệt đang sở hữu và đã lên kế hoạch để cướp đoạt số tiền này. Cảnh sát đã xem xét lại các video giám sát trên đường phố để tìm kiếm manh mối về kẻ thủ ác. Ban đầu, nghi ngờ đổ dồn về chủ cửa hàng vật tư máy tính Tần Ưng. Tần Ưng cho biết anh ta không rời khỏi cửa hàng trong thời gian xảy ra vụ án. Hơn nữa, chủ cửa hàng tiện lợi bên cạnh cũng có thể làm chứng.
Kết quả từ lời khai cho thấy anh ta có bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, manh mối khác lại xuất hiện từ Lê Trấn Thanh, hàng xóm của nạn nhân Quách Anh Kiệt. Anh ta cho biết đã nhìn thấy 3 người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước cửa nhà Quách Anh Kiệt vào trưa ngày xảy ra vụ án. Lần theo dấu vết của 3 người đàn ông này, cảnh sát tìm đến khu chợ đá gần mỏ than Nam. Theo lời ông Vương, người phụ trách khu chợ cho biết, 3 người đàn ông này là người quen của Tần Ưng và họ đã tới đây vào chiều ngày 5 tháng 8. Điều này khiến nghi vấn Tần Ưng có liên quan đến vụ mất tích của cặp vợ chồng Quách Anh Kiệt càng trở nên rõ ràng hơn. Vậy thì liệu Tần Ưng có phải là hung thủ thực sự? Cảnh sát bắt đầu suy luận về động cơ gây án của Tần Ưng. Có thể Quách Anh Kiệt đã làm điều gì đó khiến Tần Ưng tức giận, dẫn đến việc Tần Ưng lên kế hoạch trả thù và cướp tài sản. Tuy nhiên, đội điều tra vẫn chưa có bằng chứng cụ thể để khẳng định giả thuyết này. Để làm sáng tỏ vụ án, đội điều tra chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất bí mật theo dõi Tần Ưng để tìm kiếm manh mối. Nhóm thứ hai truy tìm tung tích của 3 người công nhân. Một thời gian sau, cảnh sát tìm ra tung tích của 3 người công nhân. Tuy nhiên, kết quả điều tra họ không liên quan gì đến vụ án. Cụ thể, theo lời khai, ngày hôm đó họ đến nơi khai thác đá, sau đó phát hiện môi trường làm việc và phúc lợi tại đây không được như mong đợi nên họ đã rời đi. Trong khi đó, một nhóm cảnh sát khác cũng phát hiện 2 nghi can khác trong vụ mất tích bí ẩn của cặp vợ chồng Quách Anh Kiệt và Vương Tú Lan. Ngoài khoản nợ 10.000 nhân dân tệ mà Tần Ưng đã trả lại, Quách Anh Kiệt còn nhận được 46.000 nhân dân tệ tiền bán vật liệu có được. Và chỉ có 2 người biết về số tiền này. Đó là Lâm Cường và Vương Thiên Nhất. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện 2 người đàn ông này đều là dân địa phương, không có công việc ổn định và kiếm sống bằng việc mua bán vật liệu xây dựng tại các mỏ than. Ngày 5 tháng 8, Lâm Cường giới thiệu Vương Thiên Nhất đến nhà máy gạch để mua gạch. Tuy nhiên, Vương Thiên Nhất chỉ trả trước 46.000 trong tổng số 100.000 nhân dân tệ tiền gạch. Khi cảnh sát thẩm vấn cả hai về hành tung vào chiều ngày hôm đó, lời khai của họ xuất hiện mâu thuẫn. Lâm Cường khai rằng họ đi ăn và uống rượu sau khi mua gạch, trong khi Vương Thiên Nhất lại khẳng định họ ăn uống tại nhà anh ta. Hơn nữa, cảnh sát phát hiện Vương Thiên Nhất có quen biết với Trương Vũ Phong và Trần Vũ Hoan. Nghi ngờ Vương Thiên Nhất chính là kẻ lừa đảo, cảnh sát triệu tập Trương Vũ Phong và Trần Vũ Hoan để làm sáng tỏ cũng như là để nhận dạng giọng nói. Tuy nhiên, Vương Thiên Nhất và Lâm Cường đều xác nhận là không phải. Vì vậy, Lâm Cường và Vương Thiên Nhất được thả tự do ngay sau đó. Điều kỳ lạ là vào cùng ngày, họ rời khỏi trụ sở cảnh sát. Họ đã lái xe vòng quanh tòa nhà 2 vòng trước khi rời đi. Vào tối hôm đó, Vương Thiên Nhất tiếp tục lái xe vòng quanh tòa nhà cảnh sát một cách đầy bí ẩn. Hành động kỳ lạ này khiến cảnh sát càng nghi ngờ hơn về vai trò của 2 người đàn ông này trong vụ án. Nhóm điều tra quyết định theo dõi Lâm Cường và Vương Thiên Nhất 24/24 giờ. Đến lúc này, đã 6 ngày trôi qua kể từ khi vụ mất tích xảy ra, nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm thấy Quách Anh Kiệt và Vương Tú Lan, cũng như không xác định được chủ nhân của số điện thoại lạ. Hành động kỳ quặc của Lâm Cường và Vương Thiên Nhất càng khiến cho vụ án trở nên bí ẩn hơn. Ngày thứ 9, cảnh sát vẫn không tìm thấy bất kỳ điều bất thường nào liên quan đến Tần Ưng, còn Vương Thiên Nhất vẫn sinh hoạt bình thường, di chuyển giữa mỏ than Nam và thị trấn Silinhot. Thế nhưng, Lâm Cường lại có nhiều hành động bất ngờ. Sau khi rời khỏi trụ sở cảnh sát, anh ta liên tục liên lạc với bạn bè địa phương và trở nên giàu có bất ngờ. Theo lời khai, Vương Thiên Nhất đã cho Lâm Cường vay 15.000 đô. Tuy nhiên, khi xác minh, Vương Thiên Nhất lại nói chỉ vay có 10.000 đô. Mâu thuẫn trong lời khai về số tiền vay khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Cuối cùng, Lâm Cường được đưa về trụ sở cảnh sát để thẩm vấn. Lần này, anh ta không quanh co mà đã thú nhận sự thật. Vào chiều ngày 5 tháng 8, sau khi bán gạch, Lâm Cường và Vương Thiên Nhất đã đến một sòng bạc ngầm để đánh bạc và thắng được một khoản tiền lớn. Sợ bị cảnh sát phát hiện phi vụ này, cả hai đã nói dối về hành tung của mình. Cảnh sát đã thẩm vấn những người chơi cờ bạc tại sòng bạc ngầm và xác nhận lời khai của Lâm Cường và Vương Thiên Nhất là chính xác. Và kết quả này khiến cuộc điều tra vụ mất tích một lần nữa rơi vào bế tắc. Đúng lúc này, một tia hy vọng lóe lên khi đội cảnh sát giao thông truyền đến tin tức
về việc phát hiện một chiếc xe hơi màu đen bị bỏ hoang dưới chân cầu cao tốc tại thị trấn Bảo Châu. Chiếc xe đã bị tháo biển số, nhưng dựa vào số máy, cảnh sát xác định đây chính là xe của Quách Anh Kiệt, người đàn ông đã mất tích nhiều ngày trước đó. Việc nghi phạm vứt xe dấy lên nhiều nghi vấn. Hành động này có thể là do vội vàng, không kịp tính toán, hoặc cũng có thể là một phần trong kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng. Kiểm tra chiếc xe, cảnh sát không tìm thấy dấu vết nào có liên quan đến ẩu đả xô xát. Nhưng họ lại phát hiện vài đầu lọc thuốc lá còn mới trên tấm chân ga phía trước. Tất cả mẫu thuốc lá được gửi đến trung tâm kiểm tra để phân tích ADN. Kết quả, ADN trích xuất được từ những mẫu thuốc lá này đều thuộc về cùng một người đàn ông. Đội điều tra thu thập mẫu máu của nghi phạm Tần Ưng, Lâm Cường và Vương Thiên Nhất để so sánh ADN. Tuy nhiên, kết quả lại cho thấy ADN của ba người này đều không khớp với mẫu ADN trên mẫu thuốc lá. Thậm chí là cũng không thuộc về vợ chồng Quách Anh Kiệt và bố mẹ họ. Nhóm điều tra đã nghiêng về khả năng nghi phạm là người quen thuộc với vợ chồng Quách Anh Kiệt chỉ ở khu vực xung quanh thị trấn Sillinghốt. Do đó, dữ liệu DNA từ điếu thuốc được đưa vào cơ sở dữ liệu DNA để phân tích so sánh trong phạm vi lớn hơn. Kết quả lần này khiến tất cả cảnh sát phải vô cùng bất ngờ. Bởi nghi phạm chính là Lê Trần Thanh, người hàng xóm ngay sát bên cạnh nhà Quách Anh Kiệt. Điều này mâu thuẫn với thông tin điều tra trước đó cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Lê Trần Thanh và vợ chồng Quách Anh Kiệt. Họ thường xuyên tổ chức tiệc tùng, giúp đỡ lẫn nhau và vợ của Lê Trần Thanh cũng làm việc cùng nhà máy với vợ chồng nạn nhân. Việc Lê Trần Thanh để lại vài điếu thuốc trên xe của Quách Anh Kiệt cũng không có gì lạ trong mối quan hệ thân thiết này. Hơn nữa, sau khi vụ án xảy ra, Lê Trần Thanh cũng tích cực cung cấp cho cảnh sát một số thông tin điều tra và những thông tin này được xác nhận là chính xác. Tuy nhiên, một điểm nghi vấn nữa là Lê Trần Thanh có tiền án về tội trộm cắp và không có danh tiếng tốt tại khu vực. Vậy thì liệu rằng Lê Trần Thanh có thực sự nhẫn tâm xuống tay với người bạn thân để trục lợi? Hay còn bí ẩn nào khác sâu xa hơn trong vụ án này? Do không tìm thấy thêm manh mối nào khác, cảnh sát quyết định bí mật điều tra về Lê Trần Thanh. Kết quả, họ phát hiện trước khi vụ án xảy ra, vào ngày 2 tháng 8, anh ta đã thuê một căn hộ cũ. Căn nhà này cách nhà của Lê Trần Thanh và Quách Anh Kiệt chỉ 10 phút đi bộ. Tuy nhiên, khu vực xung quanh khá hẻo lánh, cỏ dại mọc tùm và hoang tàn do nhiều năm không có người sinh sống. Tại căn nhà cũ, cảnh sát tìm thấy một đôi dép nam được cho là của Quách Anh Kiệt để lại trước khi mất tích. Đồng thời, họ cũng tìm thấy những đầu lọc thuốc lá có cùng thương hiệu với mẫu thuốc vật chứng thu thập được trên xe của Quách Anh Kiệt trước đó. Hai ngày sau, kết quả giám định ADN trên đôi dép nam tìm thấy ở căn nhà cũ khẳng định sự hiện diện của Quách Anh Kiệt, cho thấy nạn nhân đã đến căn nhà này trước khi mất tích. Vì vậy, Lê Trần Thanh, người thuê nhà được xác định là có liên quan mật thiết đến vụ án. Tuy nhiên, điều bất ngờ là DNA được trích xuất từ những điếu thuốc lá tại căn nhà cũ lại không thuộc về Lê Trần Thanh. Điều này loại trừ khả năng Lê Trần Thanh bắt cóc vợ chồng Quách Anh Kiệt. Lúc này, vụ án đã trở nên phức tạp hơn nhiều vì hai mảnh ghép quan trọng lại mâu thuẫn với nhau. Một phỏng đoán táo bạo được đưa ra. Rất có thể Lê Trần Thanh cùng đồng phạm khác đã thực hiện hành vi phạm tội. Trong lúc bế tắc, một tin tức quan trọng đến từ bộ phận phân tích dữ liệu đã mở ra bước ngoặt mới cho quá trình điều tra. Sau khi phân tích so sánh chéo dữ liệu DNA thu được từ điếu thuốc với kho dữ liệu quy mô lớn hơn, kết quả cho thấy sự trùng khớp với DNA của một đối tượng có tiền án là Triệu Lập Chí. Theo hồ sơ, Triệu Lập Chí đã ra tù từ 4 tháng trước, nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm ra chỗ ở cụ thể của anh ta. Đội điều tra quyết định theo dõi chặt chẽ hành vi gần đây của Lê Trần Thanh. Hy vọng từ Lê Trần Thanh có thể làm sáng tỏ nơi ở hiện tại của Triệu Lập Chí. Sau 3 ngày theo dõi sát sao, cảnh sát phát hiện Lê Trần Thanh đã đến gặp Triệu Lập Chí tại một quán trà ở thị trấn Sillinghốt vào sáng ngày 21 tháng 8 năm 2013. Triệu Lập Chí hiện sống tại một khách sạn nhỏ ở Sillinghốt và chỉ ra ngoài khi cần mua đồ ăn. Nhờ theo dõi, cảnh sát đã xác định chính xác số phòng của Triệu Lập Chí đang ở. Vào ngày 22 tháng 8 năm 2013, đội điều tra đã bắt giữ Lê Trần Thanh và Triệu Lập Chí. Trong phòng thẩm vấn, hai nghi phạm đã khai nhận toàn bộ sự thật.
Qua lời khai của hai hung thủ, vụ án được tái hiện một cách chi tiết và sùng sợn. Theo lời khai của cả hai, vào ngày 25 tháng 4 năm 2013, Lê Trần Thanh gặp Triệu Lập Chí lúc này mới ra tù. Ban đầu, anh ta muốn giới thiệu cho Triệu Lập Chí một công việc tại nhà máy gạch, nhưng người đứng đầu nhà máy gạch đã từ chối. Triệu Lập Chí liên tục gặp trở ngại trong việc tìm kiếm việc làm. Để có tiền nhanh chóng, anh ta đã đề xuất với Lê Trần Thanh sẽ đi cướp. Sau khi tìm kiếm, họ đã xác định hai con mồi tiềm năng là Trương Vũ Phong và Trần Vũ Hoan. Triệu Lập Chí cố gắng lừa họ gặp qua điện thoại nhưng không thành công. Vào lúc đó, Lê Trần Thanh nhận được cuộc điện thoại đòi tiền từ Quách Anh Kiệt. Lúc này, Lê Trần Thanh cũng đang gặp khó khăn về tài chính và nợ Quách Anh Kiệt 5.000 nhân dân tệ. Sau khi biết Quách Anh Kiệt vừa nhận được một khoản tiền lớn, Lê Trần Thanh đã lên kế hoạch cùng Triệu Lập Chí bắt cóc vợ chồng Quách Anh Kiệt để cướp tiền. Tiếp đó, Lê Trần Thanh thuê một căn nhà cũ hẻo lánh và thông báo cho Triệu Lập Chí khi biết Quách Anh Kiệt vừa nhận được 46.000 nhân dân tệ từ việc bán gạch. Lê Trần Thanh gọi điện thoại dụ Quách Anh Kiệt đến căn nhà cũ hắn vừa thuê với lý do là để trả nợ. Tại đây, Triệu Lập Chí đã đánh ngất và trói Quách Anh Kiệt lại. Sau khi lục lọi túi nạn nhân, Triệu Lập Chí yêu cầu Quách Anh Kiệt đưa thẻ và mật khẩu thẻ ngân hàng. Quách Anh Kiệt cầu xin tha mạng và cho biết số tiền mặt và những thẻ ngân hàng khác đều ở trong xe. Triệu Lập Chí liền ép Quách Anh Kiệt viết mật khẩu thẻ ngân hàng, nhưng chỉ lấy được 5-6.000 nhân dân tệ tiền mặt. Sau khi Lê Trần Thanh đến căn nhà thì ra tay sát hại Quách Anh Kiệt bằng dây thép. Kế tiếp, Lê Trần Thanh lại đến nhà Quách Anh Kiệt và nói dối Vương Tú Lan rằng chồng cô say rượu trong căn phòng trọ của bạn. Vương Tú Lan không hề nghi ngờ và đã lái xe đến đón Quách Anh Kiệt. Khi đến căn nhà cũ, Vương Tú Lan bị khống chế và xuống tay với cách tương tự. Sau khi thực hiện tội ác, Lê Trần Thanh và Triệu Lập Chí bỏ thi thể nạn nhân vào cốp xe và lái xe đến thị trấn Bảo Châu cách 200 cây số. Chúng bỏ xe của Quách Anh Kiệt lại rồi rời khỏi hiện trường. Khi sự thật được phơi bày, nỗi tiếc nuối và đau thương bao trùm lên gia đình nạn nhân, người dân và những người chứng kiến vụ án thương tâm. Lê Trần Thanh vì muốn kiếm tiền nhanh chóng mà đã sa vào con đường phạm tội. Vợ chồng Quách Anh Kiệt đã ra đi mãi mãi, để lại hai đứa con thơ dại và nỗi mất mát to lớn cho gia đình. Lê Trần Thanh và Triệu Lập Chí phải trả giá đắt cho hành động tàn ác của mình. Cho tới lúc này thì vợ của Lê Trần Thanh mới biết rằng chính chồng mình đã thực hiện hành vi xuống tay tàn nhẫn đối với hàng xóm, cũng chính là bạn bè thân thiết nhiều năm. Ngày 13 tháng 4 năm 2015, Lê Trần Thanh và Triệu Lập Chí bị Tòa án Nhân dân tối cao khu tự trị Nội Mông tuyên án tử hình. Nhìn lại toàn bộ vụ án, Trương Vũ Phong và Trần Vũ Hoan cảnh giác trước cuộc điện thoại lạ nên đã thoát nạn. Còn hai vợ chồng Quách Anh Kiệt và Vương Tú Lan đã thiếu cảnh giác và vội vàng tin tưởng mà rơi vào bẫy của Lê Trần Thanh. Kết quả dẫn đến mất cả mạng sống và tài sản của hai vợ chồng. Nếu Quách Anh Kiệt cảnh giác hơn thì sẽ phát hiện ra bằng cách hẹn trả tiền của Lê Trần Thanh tại nơi hẻo lánh không phù hợp với mối quan hệ của hai người. Vụ án là lời cảnh tỉnh đanh thép về hậu quả của lòng tham và sự thiếu cảnh giác trong cuộc sống. Vẫn là câu nói cũ, tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có. Và đó cũng là tất cả những tình tiết trong vụ án của ngày hôm nay mà Kỳ Án Có Thật đã tường thuật lại. Và trước khi rời đi, đừng quên ủng hộ Kỳ Án Có Thật bằng cách để lại một like cho video, subscribe kênh để nhận thông báo mới nhất về các vụ án kinh điển. Còn bây giờ thì Khánh Hà, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!